Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Thì hôm nay á, là em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn hộ nằm ngay mặt tiền đường Trần Quý Khoách ở ngay quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hiện tại em đang đứng ngay cái chỗ này là cái chỗ ngã tư của Trần Quý Khoách và đường Trần Nhật Duật đó. Và đây là cái bên phía căn hộ mà hôm nay chúng ta sẽ quay nè. Đó, thì bây giờ em sẽ đi vô trong, em quay hết toàn bộ các khu vực bên trong và quay hết cuối clip em sẽ quay thêm cái tiện ích ở khu vực bên ngoài cho mọi người cùng coi nha. Thì bây giờ là Thắng sẽ đi lên Thắng quay cái căn hộ ngày hôm nay cho mọi người coi. Thì nói chung là cái căn hộ nó hơi lạ xíu. Thì đầu tiên giới thiệu cho mọi người, đây là cái khu vực toilet của chúng ta. Đây là cái khu vực nhà vệ sinh của nhà chúng ta nha, là không có ai được sử dụng, đúng một mình chúng ta sử dụng thôi. Và phía bên đây là cái căn hộ của nhà chúng ta nè. Thì cái căn hộ hồi xưa là xây hơi lạ tí xíu, là mỗi tuy rằng là chung một sổ nhưng mà mỗi phòng là một nơi gì đó. Thì bây giờ mình sẽ quay cái khu bên đây trước, lỡ không mình sẽ quay hết mấy cái khu còn lại cho mọi người sau. Thì nhà có tổng cộng diện tích là 64m2 đó, giá đang kêu bán là 2 tỷ, ở lầu 1 ngay số 1 Trần Quý Khách ở phường Tân Định quận Nhất nha. Đây là cái khu vực bên trong phòng nè, đó, để được giường, tủ, toilet, nó nói chung cũng khá là rộng nha. Ở một phòng này thì làm khoảng chừng 20 tới 22 m2. Còn đây là cái khu vực ở ngoài ban công nè mọi người, thì cái ban công ở ngoài của chúng ta đó. Phía dưới là chúng ta ngay ngã tư đường Trần Quý Khách và Trần Nhật Duật ở phường Tân Định quận Nhất nha, ngay mặt tiền đường luôn đó, ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đây là không có sợ thiếu tiện ích nha đó. Đây là sơ là một dòng phòng cho người coi. Rồi bây giờ là mình sẽ đi qua tiếp các khu còn lại nha. Đây, đây là các phòng còn lại của nhà chúng ta. Thì nói chung là cùng một sổ hết đó. Đây là cái kho của chúng ta luôn nha mọi người. Cái kho này là chúng ta đã dùng để chứa đồ đó. Và cái phòng bên đây cũng là phòng của nhà chúng ta luôn nha. Thì là dùng là phòng để đồ, phòng làm việc á đó. Trong diện tích 64m2 luôn á mọi người, là sử dụng thoải mái luôn nha. Toàn bộ là của nhà chúng ta hết á. Rồi bây giờ là mình sẽ đi qua tiếp cái phòng còn lại để quay cho mọi người cùng coi. Thì đây là cái phòng này nè. Đó, phòng này là cũng là trong sổ của chúng ta luôn nha mọi người, là trong diện tích 64m2 luôn nè. Đó, đây là toàn bộ của khu vực nè. Đó, đây là cái và ở phía trên gác này luôn. Đây là toàn bộ là chung một sổ luôn, là tổng giá bán là 2 tỷ. Thì cái giá vẫn còn thương lượng nha mọi người. Chúng ta thấy không, cái không gian cũng rất là rộng luôn nha, để được cái tủ lạnh rất là lớn đó. Rồi bây giờ là cái thêm cái phần cuối cùng nữa là phía bên đây là cái toilet của nhà chúng ta nè mọi người. Đó, đây là cái toilet của nhà chúng ta nè mọi người. Đó, đây là thuộc sử dụng của chúng ta luôn nha. Đó, cái khu vực này là khu vực thuộc sử dụng của chúng ta luôn nha mọi người. Đây, cái nhà vệ sinh cũng khá là rộng đó mọi người thấy không. Rồi bây giờ là mình sẽ đi quay hết toàn bộ các tiện ích xung quanh cho mọi người coi thử nha. Thì vừa rồi là chúng ta đã coi hết một vòng bên trong rồi nha. Thì bây giờ em sẽ chạy sơ thử tí xíu để quay các tiện ích xung quanh cho mọi người coi. Thì như mọi người thấy là ở quận Nhất nó là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh rồi, cho nên là chắc chắn xung quanh chúng ta không thiếu tiện ích đâu. Ở đây chúng ta có cái phòng khám đa khoa nè đó. Rồi hệ thống trung tâm nhật ngữ, shop quần áo, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, showroom đó, nói chung là rất nhiều dịch vụ luôn nha mọi người. Đó, bây giờ em sẽ chạy thêm tí xíu nữa. Thì như mọi người thấy không, rất là nhiều luôn. Thì đi ra tới đây là chúng ta tới ngay cái ngã tư của đường Trần Quang Khải, Trần Quang Khải và Trần Quý Khách nha. Đó, bây giờ em sẽ quay phải, em đi thêm một tí nữa cho mọi người coi. Đây, đây là chúng ta tới được ngã tư của đường Trần Quang Khải nè mọi người. Đó, đó, như mọi người thấy đường Trần Quang Khải với lại đường Trần nó sẽ nhộn nhịp hơn đường Trần Quý Khách tí xíu, và cách chúng ta chỉ đâu đó khoảng chừng 50 tới 100 mét thôi. Đó, trên đây là coi như là đầy đủ các tiện ích luôn, tiệm điện thoại, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, đó, đầy đủ hết luôn nha mọi người. Thôi thì chắc là em chỉ quay sơ tới đây thôi nha. Thôi thì video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy hay thì em xin một like, một share và một subscribe để em có động lực em sẽ review thêm thật nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye cả nhà.